Anh Phan Thắng Thỏ, bác nói với 7 dấu hiệu của bệnh tiểu đường ha. Đái tháo đường là tiểu đường nha mọi người. Hồi trước tới giờ bác sĩ đi chia sẻ chỗ này này, hồi trước á là cái tên là tiểu đường nha. Cách đây khoảng tầm 15 20 năm á, cái tên là lúc đó là tiểu đường. Nhưng mà sau này là cái tên á, cái tên bệnh này đã đổi tên thành đái tháo đường nha mọi người. Cho nên là nhiều khi mọi người đọc sách hay là cái gì mà mọi người thấy cái tên là đái tháo đường á thì mọi người hiểu đó là bệnh tiểu đường nha. Đó, nhiều khi bác sĩ Trí hay viết hoặc là hay nói mọi người là tiểu đường á, cho mọi người thứ nhất là mọi người dễ hiểu này, cái thứ hai là nhiều cô chú anh chị mình lớn tuổi á, mình không biết chỗ này, chứ nhiều khi nói đái tháo đường á là mọi người không không hiểu, mà đái tháo đường chính là tiểu đường nha. Thì tiểu đường á, đầu tiên mình phải nhớ là có bốn cái dấu hiệu kinh điển của bệnh lý tiểu đường, đó là ăn nhiều, đó, ăn nhiều nè, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt ký, đó là bốn dấu hiệu kinh điển của tiểu đường nha. Đó. Thì cụ thể hơn á, ăn nhiều thì sẽ mặc dù mình ăn rất là nhiều nhưng mà lúc nào mình cũng cảm giác là mình đói đó, và mình lại sụt ký, mình ăn nhiều nhưng mà mình lại sụt ký. Cái thứ hai là đi tiểu nhiều, mình đi tiểu nhiều, mình uống nước rất là nhiều, mình đi tiểu nhiều, mình uống nước rất là nhiều nhưng mà lúc nào mình cũng cảm thấy khát hết. Rồi khát nước ha, khát nước thì nó đôi đi chung với là tiểu nhiều. Rồi tiếp nữa đó là sụt ký nha, ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều sụt ký. Đó, thì bốn là triệu chứng kinh điển tiểu đường. Ngoài ra nó sẽ có những cái triệu chứng khác nữa nha anh Thọ, anh Thắng Thọ nha, tức là những triệu chứng nó không rõ ràng hơn, ví dụ như là triệu chứng mờ mắt này, tại vì khi mà đường huyết cao bắt đầu nó gây tổn thương cái võng mạc mắt của mình, tổn thương cả thần kinh và mạch máu ở mắt á, cho nên gây ra triệu chứng là mờ mắt. Thứ hai nữa là nó gây ra cái triệu chứng là mình bị khô da, tại vì khi mà mình mắc nước á, có cái tình trạng là da mình nó sẽ bị khô. Đó. Tiếp tục nữa là cái triệu chứng mình bị tê, tại vì đường huyết cao là cho mình tổn thương những cái dây thần kinh ở ngoại vi, thường là mình sẽ bị tê hai bàn chân trước và hai bàn tay. Thường là mọi người sẽ tê theo kiểu là mang găng mang vớ nha, tức là ví dụ như mình tê hai bàn chân thì nó sẽ tê đồng loạt hai bên luôn đó, thì đó là dấu hiệu của bệnh lý tiểu đường đó. Thì khi mà mọi người có những cái dấu hiệu này là mọi người phải đi khám, mình phải kiểm tra đường huyết, mà cho dù mọi người không có triệu chứng này thì mọi người cũng phải đi kiểm tra đường huyết định kỳ cho bác sĩ Trí nha, tại vì như bác sĩ Trí nói đến là đối với tiểu đường tiếp 2 nhé, là nó sẽ không có những triệu chứng đặc hiệu. Khi mà có những cái triệu chứng hồi nãy giờ như bác sĩ Trí nói là thường nó làm đường huyết khá là cao đó. Đó, cho nên là nhiều khi cái mức tiểu đường mà cái đường huyết nó hơi tăng thôi, ví dụ như là cái mức 7.0 á là cái mức bắt đầu chẩn đoán tiểu đường, thì nhiều khi từ 7.5 đến 8 chấm hoặc là 8.5 có thể là một người sẽ hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Cho nên cái xét nghiệm đường huyết nó phải nằm trong những cái xét nghiệm mà mọi người đi khám định kỳ mọi người phải làm. Mình đang khỏe mạnh mình vẫn phải đi làm, ít nhất là 6 tháng mình nên làm một lần nha. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.